Chào mừng các bạn đến với Thiên Đường Structurize dòng Performance Plus. Đây, chiếc máy này có tên là Lat Full Down. Truck Handle Sport, thiên hạ đệ nhất freeway. Đây cũng là một cái bài rất khó tập nha mấy em. Các em chú ý á, là cái động tác này đều căn bản á, là khi chúng ta kéo xuống là ép cái lưng lại, mà lúc đó cái thanh tạ chúng ta nó rớt ở vị trí trên ngực đó. Ừ, còn cái, cái biên độ nó ngã người hay nó không ngã người, cái chuyện đó nó không quan trọng đó. Nó quan trọng là thẳng tay, thanh tạ nó rớt ngang ngực, ép cái lưng vô đó và lên. Chúng ta lên vị trí tới đây chúng ta dừng, không lên dày đó, lên vị trí tới đây ta dừng để cho cái lưng chúng ta đó nó mở ra, nó rộng rộng và nó căng cơ tại thời điểm đó. Nặng rồi đó, nặng rồi đó. Đồ chơi này mới xu được trên lầu 4. Wow. Đồ chơi đó ngon chưa? Chưa ngon lắm đâu. À, tiếp tục để không làm mất thời gian của video là Duy xin giới thiệu cái cặp Truck Handle Sport, thiên hạ đệ nhất freeway. À, và nói luôn là cái máy tập này rất là thích hợp cho chị em phụ nữ tập lưng. Đàn ông đàn bà gì tập được cái máy này hết. Phụ nữ tập lưng nó rất quan trọng cực kỳ. Và nên nhớ nha, đừng nên bỏ qua những bài tập lưng của mình. Và bây giờ là test full cây. Full cây thì phải có bảo hộ là dây kéo lưng. Chúng ta thị phạm coi cái máy này full cây nó có bị rung không? Nó có bị đứt cáp không? Nó có bị lắc không? Không dám kéo nhanh, sợ đứt, sợ nó đứt ba ơi. Nè nhìn nè, nè cái đầu này còn xịn sò không ba? Chỗ này nè nha, một chỗ nó có thể đứt nè. Bên đây nữa nè, xịn sò không ba? Đó, đây nè, ốc này có bị ổng không ba? Xịn sò không ba? Xịn sò tới BBT tập đi chợ gì hết video rồi, bye bye nha. Hãy cùng Duy Nguyễn đến Hoa Gym để khám phá, trải nghiệm những series máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh. City Full Run 400 triệu. Và đây là chiếc máy mắc tiền nhất chỗ này, 300 triệu. Thiên Đường Tạ Thẻ phi quay. Chiếc máy 130 triệu. Powerrack 2M Halfrack đẳng cấp thế giới. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.